Thưa quý vị, dịch cúm Corona đang là mối lo ngại của toàn xã hội. Thế nhưng, trong cơn khó này lại càng khẳng định hơn nữa tấm lòng của người dân thành phố luôn phóng khoáng, nghĩa tình. Câu chuyện cậu bé 10 tuổi Đỗ Xuân An tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã dùng toàn bộ số tiền lì xì dành dụm nhiều năm qua để mua khẩu trang phát miễn phí cho mọi người là một trong những hình ảnh đẹp mà chúng tôi muốn lan tỏa. Những ngày này, người dân không còn lạ với hình ảnh cậu bé Đỗ Xuân An đứng lặng lẽ phát khẩu trang miễn phí cho mọi người. Người đến nhận khẩu trang có thể là bất cứ ai, và khi đi về, nụ cười là thứ ở lại. Những người bán khẩu trang, người ta lợi dụng cái thời điểm virus này để người ta làm những cái khẩu trang nó mắc hơn nhiều. Nên con muốn mua cho nhiều để phát cho mọi người. Chứ bây giờ nó mắc lắm ạ. Con cảm giác hạnh phúc khi con phát khẩu trang để mọi người chống dịch. Để có được nhiều khẩu trang phát miễn phí cho người dân như thế này, Đỗ Xuân An đã tự bỏ ra số tiền 10 triệu đồng mà cậu đã tích góp từ rất lâu để cùng mẹ mua khẩu trang phát cho mọi người. Thì hôm nay cháu về cháu tháo tiền trong cái vali xì ra, xong rồi ngồi kế bên mẹ nói thôi con đưa hết cho mẹ mua thêm để mẹ phát. Con thấy là mình con thấy người ta nhận cái khẩu trang người ta vui lắm, con muốn là tiếp tục làm nên là cháu phát thêm hôm nay. Dù rất bất ngờ với nghĩa cử của con trai bởi số tiền 10 triệu tích góp của con cũng không phải là nhỏ. Thế nhưng sâu thẳm ở người mẹ này là niềm hạnh phúc, bởi ít nhất con chị đã biết sẻ chia cùng cộng đồng. Phát xong ai cũng rất là vui và chị cũng muốn là lan rộng hơn về cái tinh thần mà trẻ con bây giờ biết nghĩ đến người khác. Các cháu biết sống cho mình và biết nghĩ cho người khác nữa. Làm những hành động này rất là tốt. Tôi muốn nhân rộng ra nữa. Trên đường chị đi về, chị mới vừa thấy là chị vòng lại, chị tưởng là bán để chị mua vào cho công ty, cho phát cho những nhân viên. Không ngờ tới đây là để được free. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn được rất là nhiều. Cho nên tìm khẩu trang rất là khó. Tìm được một khẩu trang chỗ phát khẩu trang như này cũng rất là ý nghĩa. Cho đi là còn mãi. Nghĩa cử đẹp của cậu bé Đỗ Xuân An như một liều thuốc tinh thần dễ chịu giữa mùa dịch hoành hành. Ông bà ta có câu, trong cái khó, ló cái khôn. Giữa thời điểm khẩu trang đang là vật phẩm cháy hàng, thì việc có thể tự tay làm nên chiếc khẩu trang là điều đáng mừng. Chúng ta cùng đến với những sáng tạo về chiếc khẩu trang ngay sau đây. Xin được kết nối với biên tập viên Thanh Tân, đang có mặt tại Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nếu mà còn băn khoăn về tình trạng khẩu trang có thể khan hiếm trong mùa dịch bệnh cũng như là giá thành có thể tăng cao thì quý vị cũng không phải lo ngại nữa khi thầy và trò khoa công nghệ sinh học Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa mới triển khai chiến dịch làm khẩu trang handmade. Chỉ cần vài thao tác cơ bản cùng với những vật liệu dễ có như là những chiếc khăn giấy, cọng dây thun và dầu khoáng thì chúng ta đã có thể có được những chiếc khẩu trang có thể ngăn ngừa sự lây nhiễm virus từ người sang người. Khi mà lab phòng nghiên cứu chúng tôi đi mua khẩu trang để mang trong lab thì giá rất là đắt, lý do là do dịch cúm và corona, cho nên là bọn tôi nghĩ phải lấy giấy khăn tay, trong đó bắt đầu xếp lại thành 8 lớp rồi sử dụng dây thun ngắn gọn nhất và phủ lên một cái lớp Medilan Oil, thì như vậy nó vẫn có tác dụng giống như là một cái khẩu trang và sinh viên có thể tự làm. Và với các bạn sinh viên thì việc sử dụng nhiều khẩu trang trong một ngày thì cũng khá là tốn kém. Từ nhà đến trường và từ trường đến về nhà thì chúng mình là các bạn mới sử dụng một ngày là từ 3 đến 4 khẩu trang. Nên là khi mà làm như vậy thì khoa công nghệ sinh học cũng hỗ trợ các bạn rất là nhiều về khi mà sử dụng cồn, sử dụng dầu khoáng. Thì lý do cũng như thầy Thuận đã nói thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được khoản chi phí. Và cái khẩu trang này thì nó cũng rất là hay, thì các bạn nếu mà để thì cái phần này mình có thể trang trí lại một chút để gửi tặng cho những người mà mình yêu quý mến. Cùng nhau cố gắng làm thật nhiều khẩu trang và trang trí để gửi tặng đến những người nghèo hoặc là những bạn mà không có khả năng đó. Đại diện khoa công nghệ sinh học cũng có chia sẻ rằng lấy kinh nghiệm từ Nhật Bản, một đất nước mà có thể đối phó được với những tình huống khẩn cấp như là thiên tai dịch bệnh xảy ra, thì với cái hành động tuy là nhỏ bé nhưng mà đầy sáng tạo này thì sẽ giúp chúng ta đối phó được với dịch bệnh một cách hiệu quả và tiện lợi nhất. Chỉ có với 200 đồng là chúng ta đã có một chiếc khẩu trang rồi, ai cũng có thể sở hữu được. Và chiến dịch làm khẩu trang handmade này sẽ được kéo dài cho đến hết mùa dịch bệnh.